My check 1 2 1 2. Xin chào quý vị và các bạn đang là fan của rap Việt. Tình hình ba miền trong nước đang định hướng sự khác biệt. Phân giả và phân thiệt giờ lẫn lộn khó phân biệt. Người mê giày vẫn còn loay hoay về thứ nâng niu bàn chân Việt. Đây là chương trình cho những ai đang quan tâm. Lên sóng đều đặn không nghỉ mỗi tuần vào thứ năm. Thông tin sẽ được báo trước, fan ai nấy vào ghé thăm. Underground Talk Show có nhiều điều mới mẻ lắm. Dàn khách mời khủng toàn rapper chất lượng cao. Nói về doanh nghiệp tiền tỷ hay chuyện thịt trái đầy thưởng đau. Dealer ngồi bên nhau bàn về cái hút đang nương nấu. Hay là hết sợ bị ép tới mức phải mở con đường máu. Mãi mới viết xong một bài giới thiệu. Trên mạng thì có đầy biết nhưng phải biết làm thì mới chịu. Ngồi chill với thằng homie ở trong phòng thu tới chiều. Lướt Facebook thấy Underground Talk Show số đầu vừa mới chiếu. Xin chào các bạn đang xem chương trình Underdog Talk và mình là 6 You Guy. Hôm nay chúng ta có một khách mời rất là trẻ và đẹp trai. Em tự giới thiệu về mình đi em. À, em là Ricky Star đến từ OTD. À, nữa. Ngắn gọn tên, vậy thôi. Tên là gì? Tên Tiến. Tiến. À, tên em là Trần Tiến. Yeah, thì tại sao hồi đó lại lấy là Ricky Star? Hồi đó lúc đầu là em tính là lấy tên là Michael Rick. Xong phát hiện là rap để tên Michael thì nó pop quá. Xong đổi Ricky thôi. Xong nó phát hiện là ở miền Trung và miền Bắc cũng có Ricky nữa. Yeah. Vậy muốn làm một thằng Ricky mà nó sẽ vượt qua được những ngày đó. Cho nên em để chữ style vô đó. Yeah. Ủa tức là cái tên đó là theo em từ đầu luôn đúng không? Uh-huh. Là em chơi từ năm nào? Em bắt đầu chơi từ năm nào? Em chơi từ năm năm lớp 11 là tính ra bây giờ là mấy năm rồi ta? Tầm 8-9 năm gì đó. Tính 9 năm đó là bây giờ 10-2008, tầm 2008 đúng không? Ừ. Giờ cũng lâu. Quê em là ở đâu ta? Quê em là ở Ô Môn. Một kiểu như một ngoại ô của Cần Thơ. Yeah. Đó là khu của người Miên. Miên. Ô Môn là ô là đen. Còn ô là đen. Môn là cửa. Là cửa đen. Ờ, hồi đó thì mình chơi vậy là mình có cái khó khăn nhiều không? Khi mà mình ở một khu như vậy. Thì khu đó thì nói chung dân số cũng chỉ có tầm mười mấy ngàn người à. Với lại khu đó thì hồi đó em lúc vừa có mạng là em chỉ nghe được nhạc rap thôi. Còn để mà thu âm được thì em phải tìm hiểu rất nhiều khó khăn. Tại vì hồi trước là nó không có tiện lợi như bây giờ nhiều. Yeah. Khó tìm hiểu mấy cái mà để mà mình tạo ra một bài rap lắm. Tính ra là em mà chơi từ những năm đó là em cũng xem chơi từ hồi xem anh cũng... À không, chơi sau hơn 1-2 năm thì chung là cái thời gian đó nó khó khăn hơn bây giờ rất dạ, nhiều. Dạ đúng rồi, hồi trước là tìm Adobe 1.5 thôi, khó không chết. Đấy, người đó là chỉ có headphone thôi, kiểu như hồi đó mà thấy được cái mic con sender đúng rồi là con sender đúng không? Micro thu âm chuyên nghiệp là nhìn nó giống như là cái giấc mơ gì xa vời lắm rồi. Trời, em có một cái kỷ niệm khi mà lần đầu tiên em nhìn được một cái mic chuyên nghiệp đó là hôm bữa đó là em ở nhà The Night. Là em tự nhiên hôm đó The Night với Jason đi qua bên nhà của mấy anh em bên NKI. Ừ. Rồi xong rồi về cái mấy anh em giấu sau lưng vậy nè, nói Ricky, anh có cái này cho em coi nè. Cái gì ạ? Tưởng đem đồ ăn về. Cái để vali. Trời, nay đem vali gì ghê vậy? Mở ra nguyên cái micro, trời ơi trời. Lần đó là em khóc luôn á. Kiểu là thấy mừng quá không? Kiểu má thấy được cái micro chuyên nghiệp. Em chỉ tưởng là em sẽ chỉ nhìn được nó trên TV thôi. Xong yeah. Là bữa đó là tối anh em để đó ngắm cho tới sáng luôn chứ không làm gì hết luôn. là cái micro đó là mua về để anh em bắt đầu thu cho nó tốt hơn hay sao? Không phải thu, không phải mua nữa mà là mượn. Mượn. Mượn từ anh em bên NKI. Bài rap đầu tiên của em là bài gì? Còn nhớ không? Em đang muốn quên nó đây. Bài rap đầu tiên là bài... cái bài gì à? Của Ưng Đại Vệ nè ta. Rồi em remix vì lại. Vì một người hả? Không. Hay là anh nhớ em nhiều. Hình... có vòng vòng mấy bài đó. Hình như là vậy. Hình như là vậy á. Một bài em cover lại của Ưng Đại Vệ và em ghép phần rap của em vô. Ngày xưa có một số cái người như là Ưng Đại Vệ, Lương Bằng Quang hay nọ là thực ra là tuy là ca sĩ nhạc pop mainstream nhưng mà cũng có ảnh hưởng rất là lớn tới rất là nhiều nghệ sĩ underground chứ không? Hồi đó là em khi mà mới bắt đầu rap là em cứ tưởng là rap là chỉ có miền Bắc thôi. Yeah. Là rap là phải OJ. Thì hồi đó là em cái bài rap đầu tiên, cái người mà mang nhạc rap tới đầu tiên em biết về nhạc rap Việt là ai? Nói chung là trước đó, thì trước khi mà em thực sự nhận thức đó là rap đó, thì em đã nghe nhạc rap của U Hoàng Phúc, MBK. Dạ yeah, MBK, hồi đó cũng anh em cũng thích MBK lắm chứ bộ. Với lại khi mà em thực sự là em nhận thức được cái đó là nhạc rap, đó là một dòng nhạc là từ LK. Ừ. Là LK, là nghe từ LK đầu tiên đúng rồi. Từ LK, Ưng Đại Vệ, rồi xong rồi sau đó là fan của Lee CD.
Hồi đó là LCD cắt đầu gì là không sao, làm có đầu đó liền. Hồi đó là để mấy cái đầu emo á. Yeah. Đúng, bây giờ em hối hận lắm. Kyo, LCD. Thì tức là hồi đó em cũng chưa có biết nhiều, tức là em cũng không biết về Khanh nhỏ, những cái người mà đầu tiên đi bớt rồi việc rap này nọ là đâu biết đâu đúng không? Chỉ biết dạ, từ LK thôi đúng không? Từ LK rồi sau đó cái này là cái gì ta? Xong rồi em gõ em tìm, xong rồi phát hiện Khanh nhỏ, rồi VD, rồi xong rồi thấy VD rap mà kiểu nghe không rõ gì hết. Hơi kiểu ông này sầm lồn, dẹp nét, không nghe. Xong cái sau này cái nghiện ông lại. Kiểu như mình nhận thức được cái đó, cái này cái hay chỗ nào. Nhưng mà từ cái hồi em ở Ô Môn từ ngày xưa thì ở cái em nói là đó là khu của người Miên. Dạ đúng rồi. Thì bạn bè, nhưng mà những cái người anh em mà em chơi nhạc rap là từ trên mạng hay là cũng là từ cái vòng khu đó? Khu đó, vòng khu đó thì em không có quen nhiều. Tại vì người kinh ở đó thì lúc đầu thì người Miên họ nhiều hơn là người kinh nhiều. Với lại lúc đó là người kinh chỉ mới di cư vô đó thôi, cho nên bị đối xử rất là khác. Vậy luôn. Mấy người lớn nói là nếu mà con đó là con mèo, nhưng mà họ nói là con chó thì cũng phải gọi là con chó. Rồi vậy. Cho nên là khi mà em tìm được một nhóm rap là từ một cái web miền Tây Phân. Đó, xong rồi thấy trên đây có nhóm rap Cita Dream. Xong cái bữa đó quyết định là ok, cầm hết số tiền của mình, bắt xe lên Cần Thơ, gặp anh em bên Cita Dream. Lúc đó là lần đầu tiên mình gặp The Night, gặp mấy anh em bên Cita Dream nữa. Hồi đó là em là bao nhiêu tuổi? Cũng đấy là năm lớp 11 ha, tầm trong đó là trong năm lớp 11 ha. Năm đó là năm em lớp 10. Còn nhỏ. Rồi xong rồi làm một số bài test để mà vô chơi chung với nhóm. Vậy tức là cái cộng đồng rap đầu tiên em biết là bên Cita Dream hay là Jiva? Cita Dream. Sau đó mình mới biết về GBA đúng không? Dạ, lúc đó là GBA chưa mở nữa. Ủa, vậy luôn hả? Tức là em biết những cái đó là trước khi cái sự kiện 30 phút cho việc rap luôn. Hay là không. 30 phút cho việc rap là từ cái thời mà em bị giam ở trong cái nhà kho ở dưới Trần Thơ á là em đã nghe rồi. vậy là GBA nó ra trước rồi chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì GBA là từ cái 30 phút rồi xong rồi sau đó là mới tới sau về sau mà. Vậy là chắc lúc đó em không biết. Lúc đó chỉ gói gọn ở trong cái web miền Tây Phân là những cái anh lớn ở Cần Thơ đó mở ra để mọi người giao lưu với nhau thôi. Hồi đó thì em kiểu như mình tự nghe, mình tự tìm hiểu hay là có một cái người nào hướng dẫn cho mình không? Dạ không, hồi trước là em tự tìm hiểu hết. Có inbox cho mấy cái rapper hồi đó, nhưng mà thường tất cả là đều im lặng. Đó gọi là BM, đó gọi là BM Messenger đúng không? Đúng rồi, inbox Yahoo. Inbox Yahoo. Inbox cho LK. Anh bóc cho Lưu CD. Xong rồi không à? Không ai trả lời luôn. Dạ yeah, thì đúng rồi. Thực ra thì cái đó cũng khó trách lắm. Tại vì thực ra ngày xưa mà mình chơi, thậm chí bây giờ đúng như mình chơi Facebook mình đông người quá đâu hay IBM mình cũng trả lời đâu đúng không? Rồi. Cũng bình thường. Tại vì em phát hiện, em tưởng đâu là khi mà chat Yahoo thì chỉ chat một hai người thôi là quá rồi. Xong rồi em hiểu được khi mà em nhìn vào cái Yahoo của con nhỏ mà em thích. Một đống gì nè. Dạ. Yeah. Nó có thể có khả năng là nói chuyện với 100 thằng trong một lúc vậy. Hồi đó kiểu như là mình nghĩ là giống như mình hồi đó mình hay dù mình mới lập nick á mà mình thấy gọi có 2-3 người chat thì có nhiêu đó người đúng không? Mình đâu nghĩ là trời có người ta mà nó đông dữ vậy đâu. Nhưng hồi đó cái nick Yahoo anh cũng đông lắm. Nick Yahoo anh mà giống như ai mà nhìn vô ai của ta cũng hết hồn vậy. Tại hồi đó giới hạn nó là 1000 nick. Dạ. Yeah. Nó bung ra một cái là thấy một clip dài. Hồi đó ra nhạc còn inbox từng người. Bên từng người để mà xe nghe cho các bạn ủng hộ mình đi comment viết nhận xét. Nhưng mà em có bị ảnh hưởng thời gian đầu chơi thì em có gọi là thần tượng ai và có bị ảnh hưởng bởi ai không? Thần tượng ha, thì người thần tượng thì người em thần tượng là LCD. LCD và Andre đó, lúc đó là rapper là đẹp trai nhất, rapper có cái giọng mà punch nhất, cái giọng mà nó lực độ lực cho nó nhất. Anh khác anh ngày hồi xưa anh mới chơi là anh thần tượng Shopee. Thật ra anh thích cái giọng Shopee nhất. Hoàng hậu của lòng em. Với Andre thì đúng cái thời kỳ đó là thời kỳ Andre với Ly 7 là cặp đôi rất là đình đám ngày xưa ha. Nếu anh hỏi là hồi số của ít báo cũng kêu ngày xưa là Andre với Ly 7 đưa tới rap. Nhưng mà mình có bị ảnh hưởng không? Có bị ảnh hưởng một ai không? Ảnh hưởng thì em ảnh hưởng nhiều nhất là LCD. LCD. Tại em thích cái lối
nhìn nhận của Lee CD về một cái vấn đề gì đó, như là cái bài gì nói về cuộc đời của Lee CD luôn, là nghiện rồi xong rồi khi mà trở về á, thì vợ đã có con rồi, mẹ thì không nhìn mặt, sắp chết rồi, công lúc đó công an nhào vô và túm luôn. Lee CD của bài đó nó hay ha, nghe nghe em kể bài hay, để về anh tìm anh nghe. Hồi đó anh cũng hay nghe, nhưng mà anh nghe anh nhớ cái bài đầu tiên anh nghe của Lee CD là dành cho một ai đó, em biết bài đó không ta? Dành cho một ai đó hả? Người đàn vậy sao bỏ tôi ra đi khi tôi đang trong nhà lao, mẹ ngày xưa tao yêu mày giờ mày phản bội tao. Bộ lắm, tự nhiên lúc đầu mấy câu đầu là nó rap kiểu như là rất là lịch sự, kiểu yêu đương người đàn vậy sao rồi, okay, tự nhiên lúc đó nó chịu đít mẹ. Cái kiểu hồi đó anh đưa cho thằng bạn trong nhóm anh, nó gửi qua cái kêu đang nghe loa kêu nghe mấy câu đầu bình thường, tự nhiên bất ngờ nó gào lên địt mẹ, cái tiện mẹ nó giờ hỏi ủa mày nghe cái gì vậy. Trời, hồi đó em nghe em mới trên em thu bài mà thi cho rapper VN á, là em thu ở trên mà dưới cha chửi lên rap mấy cái thể loại nhạc mất dạy. Tức là gia đình em biết đúng không, biết từ khi nào biết em chơi rap, từ khi nào biết, từ cái lúc mà năm lớp 10 là em ra một cái phòng riêng ở trong nhà, lúc đó là em đã về sống với gia đình rồi. Là em có một cái phòng riêng đó, rồi bắt đầu mài mò em gắn cái micro lên tường luôn, tưởng tượng đó như là cái mic thu âm chuyên nghiệp, rồi xong sau đó thu. À, gia đình biết rồi bố mẹ có la nhiều không? Dạ có, bố mẹ nói là mấy cái này không có tương lai đâu, lo học đi rồi sau này lớn rồi xong 12 rồi làm gì cũng được, rồi tới khi nào xong 12 cái học xong cao đẳng đi làm gì cũng được. Em nghĩ là thôi nếu vậy suốt đời chắc không làm gì, thôi chơi mẹ luôn đi. Rồi còn tới bây giờ thì sao? Tới là anh thấy em đã được xuất hiện trên một số những cái chương trình lớn của TV rồi, thì ba mẹ có thay đổi cái nhìn về mình không? Dạ đương nhiên là phải thay đổi rồi, thì kiểu như đứa nào có tiền nuôi thì đứa khác. Mình tự nuôi mình được thì mình quyết định cuộc đời của mình thôi. Nhưng mà tức là trong những cái có bao giờ gia đình em đi coi em diễn chưa? Chưa bao giờ. Cha mẹ chưa bao giờ đi coi em diễn, vậy họ nhìn em trên TV thôi. Tuy là có thể là bây giờ thì không có cấm cản dòng nhạc của em chơi nữa, nhưng mà ba mẹ em có nghe không, hay là chỉ là thôi con thích quá thì thôi giờ mày nuôi được mày làm thôi, chứ cũng tao cũng không nghe, hay là vẫn nghe để coi là em đã đi được tới đâu rồi? Có chứ, mẹ em lâu lâu chia sẻ luôn mà. Chia sẻ luôn, chia sẻ nhạc của TD luôn, chia sẻ nhạc em, rồi ngoại em đi khoe cái kiểu. Mẹ ba mẹ em bây giờ vẫn ở dưới quê đúng không? Dạ đúng rồi, kiểu như số em mà xa nhà từ nhỏ rồi, kiểu như hồi nhỏ cha mẹ sinh ra xong rồi cái hai người đi không có tiền á, bắt đầu đi xa làm mà để em ở trong nhà thờ. Ủa tới hồi đó em lớn lên trong nhà thờ luôn hả? Dạ lớn lên trong nhà thờ rồi cho tới lớp 2 gì đó, xong rồi em trở về nhà, xong rồi em tới lớp 5 em lại đi lên Cần Thơ em ở riêng nữa. Ủa là tại sao em lại lên Cần Thơ vào cái thời lớp 5 đó? Kiểu như là con người em biết sao nữa, kiểu như là nếu mà em ổn định vào một chỗ thì em thấy không được, cuộc đời không được, em phải tự đẩy mình lên xa nhà. Mà hồi đó mới lớp 5 mà sao tự đẩy được? Lớp 5 rồi xong rồi tị một ngày chơi game xong cái không được, phải thay đổi, đi lên Cần Thơ, xong cái bị dục vô kho luôn. Ủa là anh muốn nghe câu chuyện đó là sao, cụ thể hơn coi. Là kiểu như là lúc đi lên Cần Thơ thì đâu có chỗ ở đâu, phải ở nhà gì. Nhưng mà kiểu mình không phải là người trong nhà, cho nên là ở nhà đó có một cái kho ở trên lầu á, để mà đựng đồ, đựng nệm này nọ, tại nhà bán nệm với bán đồ nội thất á. Có cái kho trong đó, có một cái cửa sổ đó không bao giờ đóng lại được. Nói chung là có cái giường. Rồi, em chỉ có một góc ô vuông như là cái bằng hai cái hòm cộng lại. Rồi. Đó, là ngủ là nếu mà mưa là tạt vô luôn. Mà là bài rap đầu tiên là em ra em thua đó. Rồi là em mà lúc đó em lên đó thì ba mẹ phải biết đúng không? Ba mẹ biết em bỏ đi lên trên đó ở hay sao? Đúng rồi. Ủa mà từ nhà em lên Cần, từ cái chỗ Ô Môn đó lên Cần Thơ là sao? Đối với bây giờ thì không xa. Gần. Tại vì hồi nhỏ thì đi thấy nó xa đúng rồi. Đúng rồi. Hồi nhỏ anh về quê anh cách có 20 cây mà anh thấy giống như là đi tới một cái miền nào khác luôn rồi vậy đó. Hồi lúc đó là trong khi tất cả bạn bè của em đều đã biết mặc quần xì hết trơn rồi. Đều đã biết bao cao su là cái gì hết trơn rồi. Còn em thì cầm mặc bộ đồ bộ siêu nhân á, cầm máy bạc lẻ đi tìm nét chơi Võ Lâm 2 với lại nghe rap. Dạ, cũng là vui mà. Hài lắm luôn anh ơi. Hài lắm. Như em nói hồi nãy là em ở trong một cái khu như vậy, và cái
ba mẹ lại không cho chơi rap, rồi mình phải đi xa để mình chơi nè, rất là nhiều khó khăn vậy. Thì có bao giờ em cảm thấy nản mà mình muốn nghe lời ba mẹ là thôi lo học lo làm cho thành một cái sự nghiệp khác không? Còn nản thì cũng phải có chứ. Và lúc đó là chỉ có hai lựa chọn, đó là một là học giỏi để mà sau này ra rồi đi làm cho một công ty nào đó, xong rồi để dành một số tiền, rồi xong rồi xây căn nhà cưới vợ sống tới chết, hoặc là mình làm những gì mình muốn, chơi nhạc. Thì em nghĩ là cơ bản là em đã học ngu rồi. Thì coi như là cái quyết định kia bỏ qua một bên. Rồi còn cái chơi nhạc thì một là chơi, hai là chết. Thì chết khó hơn là chơi, cho nên chơi luôn. Em thì chơi tới giờ. Khi cái lần cái số tiền đầu tiên mà em kiếm được từ việc em chơi nhạc là như thế nào? Là có một thằng bạn nó muốn cua con nhỏ đó mà nó không biết viết rap làm sao. Em nhận viết cho nó. Em viết mà nó đọc đúng không? Hay là dạ đúng rồi, em viết cho nó đọc. 500.000 đó là số tiền đầu tiên. Thì đó là khi nào? Đó là năm nào? Đó là năm em lớp 11. Đó. Vì lúc chắc mình cũng vui lắm ấy. Ồ, lần đầu tiên mình từ cái đam mê này tưởng là vô bổ mà lại kiếm được tiền đúng không? Trời, em không dám xài đâu, em tính đóng đinh lên tường để đó luôn á chứ. Dạ, yeah, hồi em lớp 11 mà 500.000 là lớn lắm á, đâu có đâu. 500.000 đó là... Chứ ngày xưa anh với anh Vũ, anh thì không có, anh thì công việc anh không phải là, anh cũng có chơi nhạc mà không phải là chính về nhạc, nhưng mà hồi xưa là anh hay fit với anh Vũ, Nguyễn Đình Vũ á. À, Nguyễn Đình Vũ. Thì có những cái bài anh viết rồi. Thằng Vũ thì nó hay bán nhạc cho ca sĩ nổi tiếng mà, ngày đó nó viết. Anh nhớ có một bài mà anh không biết rốt cuộc là bài đó có ra hay không luôn. Thì có mấy bài lận, nhưng mà anh nhớ bài đó là viết giống là về giống là những đứa trẻ mồ côi lang thang có nhỏ vậy đó. Thì viết xong rồi anh viết rap này nọ, rồi anh rất là ưng cái bài đó. Xong rồi Vũ nó kêu thôi tao bán cho nó Phước Thịnh. Tao bán cho nó Phước Thịnh thôi, không thu được. Cái nó cũng thì nó vẫn chia tiền nhanh vậy đó. Thì nó số tiền đầu tiên, rồi sau đó cũng có mấy bài cũng kiểu như là anh em chơi xong rồi sau này lại bán cho ca sĩ, thì Vũ nó vẫn chia tiền lại cho anh. À đúng rồi. Mấy cũng như số tiền ít ỏi kiếm được từ nhạc. Còn bán cho nó Phước Thịnh thì cũng mượt đó. Hồi xưa không, hồi đó Nguyễn Thịnh chưa nổi tiếng đâu, kiểu hồi đó là mới mấy bài đầu, kiểu phụ nó kêu này là Nguyễn Phước Thịnh, kiểu lần nào nghe tên là quá. Đâu, thằng đâu, chị Thịnh. Chị Thịnh, ghê vậy. Vậy thì sau đó là em viết ra bài đó đầu tiên, thì nhưng mà chắc là cái việc đó thì chắc là hiên hữu thôi chứ cũng hiếm xảy ra đúng không? Dạ, thì bắt đầu khi nào em cảm thấy là có cái công việc về âm nhạc nó có thể nuôi sống được em? Từ lúc bắt đầu á, thì thường thì đa phần người bắt đầu chơi thì họ không tin. Nhưng mà em thì từ lúc đầu em vẫn tin tới bây giờ luôn. Nhưng mà thực sự là nó đã làm được. Nhưng mà ý là từ khi nào mà em cảm thấy là nó thực sự là có thể làm được, giống là nó thành hiện thực á? À, thành hiện thực hả? Thành hiện thực thì em nghĩ là lúc mà sau bài Lý Cây Bông. Sau Lý Cây Bông. Lý Cây Bông thì sao mà Lý Cây Bông thì em được nhiều cái anh em trong nghệ sĩ á, người ta để ý, rồi người ta test thực lực của em, rồi xong sau đó thì em có thể viết nhạc và bán cho họ, hoặc là hỗ trợ họ trong những cái phần rap. Thì đó là một cơ hội. Lý Cây Bông thì anh nhớ là như mấy năm ngoái đổ lại đúng không? Dạ đúng rồi. Còn trước đó thì sao? Trước đó thì mình em thì anh nhớ là em chơi rất là lâu rồi, thì trước đó là em hoạt động vẫn cầm chừng với anh em vậy hả? Dạ đúng rồi, thì lúc trước đó thì em, lúc đó chắc em đã lên Sài Gòn rồi. Thì em học một thời gian thì em thấy phát hiện là trong trường nhiều BD quá. Ủa là em học trường gì? Học trường du lịch, Sài Gòn Tourist. Vô một lớp 120 mấy đứa mà có 11 đứa rưỡi là con trai thôi. Còn rưỡi kia là đang bị nghi ngờ. Cả ông thầy cũng bị BD luôn, thôi nói thôi dẹp nghỉ. Xong rồi em dành một năm, em đi vòng vòng Sài Gòn, em bắt đầu restyle. Xong rồi em quen với tất cả anh em bây giờ luôn. Khi mà em, trước khi em làm bài Lý Cây Bông á, khi mà em làm bài đó thì mất bao lâu? Và ai là người khởi xướng ý tưởng cho bài đó? Và khi mình bắt đầu làm thì mình có suy nghĩ là bài đó sẽ thành một cái hit lớn của mình như vậy không? Có thể đưa một cái bài hát đưa mình tới gần hơn với mọi người như vậy không? Hay là mình nghĩ là làm thì cũng bài này cũng như những cái bài khác mình đã từng làm thôi? Cái này thì lúc đầu em viết thì ý tưởng đó là của em. Là lúc đầu cái cover đó em viết từ rất là lâu rồi. Xong rồi sau này khi mà gặp Pibo á thì nói thôi anh làm bài này đi.
rồi xong rồi quay clip chơi chơi anh em vui vui, xong rồi qua hôm sau là thấy mở Facebook lên là tất cả đều 99 99 99 99. Tao nói rồi cái gì nữa rồi. À, tức là mình cũng bản thân mình không ngờ là nó lại thành công đến mức độ như vậy đúng không? Em phát hiện là đó chỉ là hit á, là một cái tỷ lệ thôi. Trong 100 bài mình ra thì sẽ có 20% được chú ý. Đúng rồi, tại vì thực ra là gọi là để cân đo đong đếm chính xác là bài nào thì không biết được. Tại vì hầu như nhu cầu của người ta sao mình biết được. Tại vì hầu như là anh phỏng vấn nhiều người thì kể cả là anh phỏng vấn người ta hoặc là anh coi những cái chương trình khác phỏng vấn những ca nhạc sĩ hay là gì á, thì họ chưa bao giờ có một ai là họ tin là cái bài đó họ viết ra là hit á, mà họ chỉ nghĩ là viết ra vậy thôi rồi họ đều bất ngờ thành hit á, rất là tình cờ kiểu vậy. Có tỷ lệ riêng của nó chứ, 80-20. Thì khi mà em khi bài đó thành hit như vậy thì em cảm giác nó như thế nào? Cảm giác là sướng hả? Sướng, rất là sướng. Tại vì mình bài nhạc của mình vừa đi sai giống như cái mong ước của mình từ lúc bắt đầu, và mình được tới cái môi trường mà mình có thể tự do thể hiện thực lực của mình nữa. Cái bài đó là em ra audio trước hay là em ra MV một lúc là ra luôn cái MV luôn chứ không ra audio trước? Cái đó thì cái câu chuyện bài đó thì nó hơi nghiệp dư. Nghiệp dư vãi luôn anh. Là sao? Là em viết bài đó xong rồi bắt đầu lâu lắm rồi xong sau đó là Bibo viết rồi quay bằng điện thoại thôi, đó là sản phẩm cái đầu ra đầu tiên. Rồi xong sau đó là tụi em thu audio ở bên phòng thu của anh Phúc Bồ. Ủa, tức là sau đó là hai đứa là đi thu lại đúng không? Tức là em không dùng cái bản thu cũ của em mà em sẽ thu lại bản mới chung với Bibo đúng không? Dạ đúng rồi, chưa có bản thu nào luôn, chỉ làm một cái clip quay thôi. Rồi xong sau đó qua bên anh Phúc Bồ tụi em thu lại một bản chính thức, rồi xong rồi phối lại nhưng mà vẫn phải trả tiền cho cái thằng mà đã nghĩ ra ý tưởng của cái beat đó. Ủa tức là ai người mà phối lại là bên football luôn hay là bên em? Bên em làm luôn. Rồi mình như vậy xong rồi cái bản mình có bản audio thì mình tung audio trước hay là mình em để em quay clip em mới tung luôn cả một lúc? Hình như là em nhớ rồi. Mình tung audio trước hay là MV trước Phú? Audio. Đúng rồi, tung trước mà mình tức là cái bản audio ra nó có ăn không? Thì tụi em mới làm clip hay là bản audio ra thì nó cũng bình thường đến khi ra clip thì nó mới ăn? Cả hai luôn. Cả hai, đó là lúc mà ra là nó đã ăn rồi nên mình mới quyết định đúng không? Quay MV thì kiểu cây nhà lá vườn thôi. Thì dưới quê ngoại của Bibo rồi anh em kéo gì đó. Quay cũng rất là dễ thương. Anh có coi cái clip đó rồi. Anh thì anh coi cái clip đó trước luôn trước khi anh nghe. Anh nhớ rồi là anh nghe cái bài đó trước anh nghe anh thấy dễ thương quá mà kiểu như là lúc đó tự nhiên anh thấy dân chúng nó cũng hóng bài đó ra quá. Anh nói anh còn một trong những số ít bài mà anh để ý đó, anh cứ lâu anh sợt thử cái bài đó ra full vô để anh nghe thử mà. Rồi bài anh coi clip đó thì rất là dễ thương, tuy là nó là tất nhiên về kỹ thuật thì nó không có cái gì trong nhà trọng hết trơn. Chỉ là nội dung, nhưng mà cái nội dung và cái biên kịch nó rất là tốt. Cây nhà lá vườn. Thì nó tới cái bài đó thì phải nói tới Bibo đúng không? Thì bây giờ anh được biết là Bibo đã out của mình rồi thì em có ngại chia sẻ về vấn đề đó không? Dạ em cũng không ngại đâu. Tại vì cái chuyện đó thì đâu có cần gì phải giấu đâu. Là nói chung là tại vì Bibo không hợp cách làm việc với bên em thì Bibo tách ra. Vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Mà nếu mà tách ra như vậy thì anh em vẫn chơi với nhau trên phương diện anh em bạn bè không? Hay là có vấn đề gì mình không biết? Thì cũng có một số vấn đề mà cũng không phải là hiểu lầm mà sai. Sai lầm từ hai phía cho nên cũng khó lòng nào mà kiểu mà gặp mặt bình thường như hồi trước được nữa. Nhưng mà đó là với những khách hàng là cá nhân em thì sau này có mình nghĩ là mình còn fit không hay là chưa biết? Em cũng chưa biết nữa. Nói chung là dù gì thì Bibo cũng là anh của em học từ Bibo cũng rất là nhiều. Cũng là hai em cũng là một trong những cái gọi là cái cặp đôi trong rap Việt mà rất là đình đám một lúc. Dạ, tại vì thực ra cái chuyện mà khắp một cái team trong rap Việt như vậy là anh nghĩ là một cái nét rất là đặc trưng của underground luôn á. Tại vì trong mainstream hầu như là không bao giờ, ít lắm thì gì có thể thấy một cặp ca sĩ đó hát chung một bài nó họ nổi, nhưng mà họ ít khi nào ra tới bài thứ hai, bài thứ ba lắm. Đúng không? Mà trong underground thì cái hiện tượng nó lại xảy ra rất là nhiều, kiểu như là từ những thời đầu là Andrew Lee 7,
rồi Carrick, Wowy, rồi Ad Báo, rồi Em Bibo, rồi những cái team hai người như vậy lại rất là phổ biến ở trong underground mình. Jam Bin Boy nữa. Jam Bin Boy mới lên. Thì ai cũng biết em là xuất thân, em anh nghĩ là em trải qua rất là nhiều, đã đi qua rất là nhiều giai đoạn và rất là nhiều nhóm rồi. Thì em có thể chia sẻ thêm không? Ví dụ như là về GOD, rồi Việt Nam Doc hay là 64-3, 64, Thì đầu tiên phải kể về hoàn cảnh lúc đó. Lúc đó đầu tiên em biết tới là bên Sasai Rap. Sasai Rap xong rồi tới sau đó là bị lục đục nội bộ là tất cả từ Haaland. Và xong tất cả anh em kéo qua lại bên FSA Southside Soldier. Southside Soldier. Một nhóm Southside Soldier lập ra với mục đích là tẩy chay Southside Rap. Dạ anh biết sự kiện đó mà, anh biết sự kiện đó rồi. Rồi xong rồi em là lính đánh thuê cho Southside Soldier. Rồi thời gian xong rồi VD nhắn tin qua đời nay kêu mấy em về web của tụi anh chơi. Rồi thì kêu em với đời nay về web đó chơi. Xong rồi bắt đầu mấy anh em bên sau say sâu chờ đồ phản bội. Chia phe rồi quá. Chia phe xong cái đầu đít nhau xong rồi sau này gặp lại cũng bình thường. em giác như thế nào? Tức là có những cái người nào em ngày xưa mình peep mấy họ, rồi ở ngoài thì rất là vui vẻ gặp lại hòa hoặc là ngược lại? Em thì thấy hồi đó em cứ biết ai là sau này người đó sẽ trở thành bạn của em. Đa phần là như vậy. Thì cái việc mà mình diss như vậy á, mình có thực ra thì cái cá nhân anh cảm nhận, tức là anh quan sát chung tình hình thôi nha, thì giống như là em á là thuộc một cái class giống như là nó thiên rất là mạnh về giải trí, đúng không? Dạ, đúng. Thì thực ra cái nhiều, tức là rất là nhiều người ta quan niệm rap là phải old school, phải underground, phải bị là OG nọ đồ cái kiểu, không phải lời lẽ, phải đả kích chính trị hay là rất là nhiều những cái thứ như vậy. Thì em thì là một người đó là thiên về mạng giải trí thôi. Em kiểu như là anh nghĩ là cũng đang một lượng anti người ta, những cái người nghe người ta không thích người ta anti, người ta kêu là mày không mất chất này nọ cái kiểu. Thì khi em đối diện với những cái đó thì em cảm giác như thế nào? Thì em thấy thì họ, cách nghĩ của họ, một khi họ ghét rồi thì mình làm gì họ cũng ghét. Sơn Tùng cũng nói vậy rồi. Đó thì nhạc thì nó không có cái quy định nào hết á. Tất cả đều là tự do, cho nên rap á, không phải rap mình rap hay mà tối ngày mình đi chửi mình tao ghét thằng đó, tao đỉnh, tao đi hút cần, tao chơi gái. Ok, còn gì nữa? Đó, còn rất là nhiều khía cạnh cần những người nghệ sĩ khai thác nhiều lắm. Cho nên em không bị bó buộc vô một dòng nhạc nào hết. Em chơi mọi thể loại. Chơi gì nó mới đã. Chứ chơi cái hoài chán chết. Thì em cũng rapper thì chắc ai cũng phải có nhiều trận diss rồi, đúng không? Thì cá nhân em thì em thích, em cảm thấy là em đánh giá cao một cái đối thủ nào của em, mà bây giờ người đó có phải là bạn em không hay là vẫn là beef vậy, là hater? Đối thủ hồi trước là có diss với lại Bibo nữa. Ủa có luôn hả? Tức là ngày đầu biết là ghét nhau, ngay từ đầu là ghét nhau hay là sao? Từ đầu là ghét nhau luôn. Từ đầu là ghét nhau, gặp thằng này ta đánh chết. Gặp thằng này ta đập nó chết. Xong Bibo cũng vậy. Má, thằng đời nay là thằng nào? Nhí, theo tao là đi chém nó chết. Xong rồi bắt đầu đi kiếm mấy cái tiệm nước mía vậy đó. Thiệt đúng hả? Tưởng mẹ đời nay là bán nước mía. Xong cô phải mẹ thật không cô? Kiểu xong rồi ngồi uống nước mía xong về. Xong sau này gặp nhau chơi bình thường. Ủa mà, nhưng mà nếu mà căng thẳng vậy thì khi gặp nhau thì sao? Đó là lần đầu mà gặp được đời nay thì sao? Ủa đây Bibo hả? Đây vậy đây. Ok. Xong rồi ngồi chơi. Anh em chơi liên tục một tuần lễ, không về nhà, không tắm rửa, kết nghĩa luôn. Tỉnh giờ. Còn sau đó thì sao? Có những đối thủ nào mà em đánh giá cao nữa không? Thủ mà đánh giá cao hả? Thì trước giờ thì thường mấy cái trận bếp thì nó thiên về một hướng nhiều hơn. Có một trận mà phải nhiều đầu tư nhất, nhiều chất xám, nhiều thời gian nhất, đó là dành B-Ray. B-Ray, anh đang tính nói phải B-Ray không? Tại gần đây, anh thấy là như là cái trận gần đây nhất luôn không? Cái buổi cuối cùng này nhất là với B-Ray đúng không? Tại hồi trước diss mấy hứa kia xong.
thôi em nghe trả lời thôi không? Em nghe V-Ray là V-Ray có một cái đặc tính rất là giống VD, là nói là diss là rap, diss là rap. Tất nhiên là phải phải ngang hàng chứ không phải là VD thì ngày xưa kiểu ai diss ổng là ổng đều rap, với kể cả là có tên hay không có tên là ổng rap, ổng cũng rap hết. Nhưng mà V-Ray thì kiểu như là nó rap rất là đều đặn, kiểu mà mày diss tao là tao trả, diss tao là tao trả, tao không có im im không. À, chứ là diss là diss hai chập lận, chập chập đầu là chơi old school. Ừ. Là chơi cái bài không phải old school nữa mà kiểu như là funny á. Ừ. Cái bài chuyện làng nè, rồi bài gì ta? Tài lanh. V-Ray thì kiểu nhây nhây nhây, kiểu diss cái kiểu nhây nhây. V-Ray thì mạnh về phần trap hơn, rồi sau lúc đó em thiên về phần old school với mấy lại mấy cái kiểu funky, funny này nọ, rồi xong rồi lúc đó em vừa mới chuyển qua trap luôn. Thì ok. Mà lý do tại sao lại dẫn tới cái trận beef đó? Trận beef đó hình như là lúc đầu là B-Ray diss em trước. Diss em trước trong bài nào á, The Night mở cho em nghe nè. Xong rồi em rẹp lại. Rồi xong rồi chập đầu, rồi xong rồi thấy im, rồi xong rồi sau đó là cái bài gì của VO quay MV, quay có quay MV luôn đó. Vicky Rack cầm hình em xé nè. Đó, rồi xong bài đó rồi tiếp tục trận chập 2 là đấu về phần trap. Thì tụi nó nói trời, đấu với V-Ray mà chơi ba cái thể loại này sao được, chuyển qua trap đi. Ok, fine, chuyển qua trap, thua chịu. Chịu không, vui vẻ mà, cũng là trên nhạc không, ai đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì em từ trước khi em ra lấy cái bông thì em đã đông fan chưa, hay là sau khi lấy cái bông thì fan em mới vào mới đông hơn? Em nghĩ là từ trước thì em cũng không quan tâm nhiều tới cái chuyện fan. Thì em rap là kiểu như em muốn chia sẻ câu chuyện đó, rồi họ thích thì họ ủng hộ cho mình. Thì sau này thì nhạc em kiểu như nó chất lượng hơn, có nhiều điều kiện để mà làm chất lượng hơn thì họ lại có nhiều người ủng hộ nữa. Mà khi mà em có nhiều fan như vậy, có bao giờ em cảm thấy mình có một cái áp lực nào đó, nhưng mà mình trở thành người nổi tiếng thì mình có một cái áp lực nào đó không? Thì đôi lúc cũng suy nghĩ thì cũng có. Em tin là mấy anh em khác cũng sẽ có nghĩ vậy, nhưng mà một khoảng thời gian à. Tại vì xác định là mình không phải là người phục người nhưng mà mình không phải mainstream đúng không? Kiểu như là mình sẽ là người dẫn đường cho họ. Tao nói thể là thể đề một thể loại nhạc mới. Tao không chắc là tất cả tụi bay sẽ thích. Nhưng mà đó là những cái thứ mà từ tao. Thì nếu nó hợp với hoàn cảnh của tụi bay, nếu mà nó có thể giúp tụi bay trải lòng á thì Là bây giờ trận beef của rapper nó không đơn thuần là giữa hai con người nữa, mà là giữa hai nhóm người, giữa fan họ đó, là muốn kiểu như là mắt phải nghe nhạc, phải thể hiện như là mày thằng này phải đánh thằng kia vậy đó. Thì em có bao giờ cảm thấy là khó chịu và em chứ hay muốn chửi với cái người như vậy không? Thì cũng muốn chửi đó. Nhưng mà thôi, chửi thì cũng được gì đâu, thì họ có miệng thì để họ nói thôi. Kiểu như là nếu mà có hai người đỉnh cao, kiểu như là giờ có hai võ sĩ, hai võ sĩ là bạn của nhau, mà hai võ sĩ đó đều đỉnh, đều có lối đánh như nhau. Bây giờ bắt đầu tự nhiên trong tâm thức của họ sẽ nghĩ là nếu mà hai người này đánh nhau thì ai sẽ thắng. Nó sẽ có cái gọi là cái mâu với cái thuẫn. Một cái mâu á có thể đâm lủng được mọi thứ, một cái thuẫn có thể đỡ được mọi thứ. Vậy thì cái mâu đâm vào cái thuẫn thì cái chuyện gì xảy ra? Đúng không? Đó, mọi người sẽ luôn tranh cãi về cái vấn đề. Khi mà em được nhiều người biết tới như vậy á, mình ra ngoài đường mình có gặp fan của mình không? Có nhiều không? Mà khi gặp họ thì họ hay hỏi cái gì? Và họ có xin chụp hình hay là các chữ ký nào không? Mà cảm xúc của mình khi gặp những người fan ở ngoài như vậy thì sao? Dạ, sướng chứ. Kiểu như là họ quý mình thì họ muốn trở thành bạn với mình. Mà một người muốn trở thành bạn với mình thì mình cảm thấy được sự quan tâm, mình rất là vui luôn. Nhưng mà nhiều khi lúc nó xảy ra nhiều quá mình chưa kịp phản ứng thôi. Có một kỷ niệm nào không? Thì có, kiểu như là gặp mấy fan trẻ trẻ thì không sao, kiểu như em chào anh Tiến, em thích nhà anh lắm, anh cho em chụm tấm hình nha. Còn gặp mấy cô mấy chú á, gọi mấy chú trời ơi thằng Tiến, tao nghe cái bài gì mà lý cây bông của mày á, trời ơi cả sớm nó mở nó nghe luôn. Sao mà dạ con cảm ơn, dạ con cảm ơn, chỉ biết cảm ơn thôi chứ không biết làm gì luôn.
ba mẹ có biết mấy chuyện mình có fan gì không, mà có tự hào không? Thực sự là có, em cảm nhận là ba mẹ em có cảm thấy tự hào thì... Dạ em nghĩ em, theo em suy đoán thì phải có đó. Nhưng mà nói khoe khoe gì à, thử lòng mẹ khoe. Trời ơi, mẹ thấy bài nhạc có sao? Trời ơi, mấy cái nhạc đó, trời, có gì đâu, trời. Xong rồi cha em nhắn tin là con có cố gắng đó, nhưng mà đừng tự cao nhé. Khi mà vậy là, nhưng mà trong xung quanh lối xóm chỗ em ở, em hay về quê không? Em hay về thăm ba mẹ không? Dạ có. Thì những cái người xung quanh chỗ em ở vậy có biết em nhiều không? Dạ. Nhà xóm là biết rồi, thằng này. Dạ cơ bản là có rồi. Biết hết đúng không? Dạ từ nhỏ là em đã phá thằng lùm la hết trơn rồi. Ý là có biết em là bây giờ là rapper nào, có lên TV nào biết luôn? Dạ biết, họ biết là em trên TV nhưng mà không biết là em làm nghề gì. Ngộ là ngộ vậy á, biết lên TV hát vậy đó nhưng mà không biết em làm nghề gì. Yeah. Có một thời gian thì em bị social rap đúng không, ghét. Uh-huh. Và thời gian đó thì em cảm thấy như thế nào? Và em có làm cái nào để xóa bỏ những cái hiềm khích cũ như vậy không? À, có. Là em diss họ. Ghét thì diss luôn. Là hồi đó không phải là đơn giản là ghét không. Má hai thằng khốn nạn, tao mướn xe vậy chứ tao chặt tao bị chết. Là ai? Ai nói? À là bên anh em bên sau xe sau chờ. Xong rồi giờ lên gặp anh Vincent là quý anh Vincent lắm luôn á. Anh Vincent quan tâm với tụi nhỏ lắm. Cũng là một cái nét rất là đặc trưng. Thực ra anh nghĩ là cái dòng nhạc anh á, cá nhân anh thì không quan trọng quá về vấn đề gang. Anh với anh không phải underground, không phải là phải có nhạc gang, phải có nhạc diss thì mới là underground. Nhưng mà yeah, mình không phải phủ nhận là cái đó là một cái nét đặc trưng mà chỉ có dòng nhạc rap mới có cái dòng đó thôi, đúng không? Yeah. Nhưng mà không phải đơn giản là gang có nghĩa là ta sẽ giết mày, ta sẽ bắn mày, ta sẽ xử mày. Mà là gang ở đây là có nghĩa là tụi tao dám nói dám làm. Tụi tao có những cái ý chí của tụi tao mà không thằng nào có thể lấy lại được. Yeah. Những cái ý chí mà không thể nào mà nó quý hơn cả tiền bạc. Nó giống như là cái chữ soldier, những người lính đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ như là Hazard Click, Nafaji, DC Gang. Là họ truyền những cái ý chí của họ cho người khác. Vậy thì bây giờ em lên, em có nói là em lên ở với OTD là anh em ở bên quận 7. Thì công việc của em là ngoài là rapper ra thì công việc chính là cái gì, hay là mình em chỉ đi diễn live thôi hay là như thế nào? Thì em là rapper, em mix, em tập produce, làm beat đó ha. Dạ. Yeah. Yeah. Là mình sẽ làm tất cả những công việc đó luôn. Và dạ, cái làm beat produce là em đang tập, là em có ai hướng em học của ai không hay là mình tự mình cảm? Có Hoàng 2K. Đó là sư phụ trẻ của em. Cảm nhận mình có năng khiếu về cái mạng đó không? Em thấy cũng được đó, bài I Need A Fame á là cái beat đó em phối luôn. Dạ, yeah, để anh về anh tìm nghe thử. Em là một trong những cái rapper underground mà hiếm hoi là có ngoại hình, thật sự là vậy anh đánh giá là một người mà có ngoại hình tốt như vậy. Thì có như vậy em nghĩ là mình sẽ tìm cách lấn sân sang mainstream không nếu có cơ hội, hay là mình sẽ nghĩ là mình vẫn duy trì cái kiểu là nửa nửa như vậy thôi? Em thì em không quan tâm là mainstream hay là underground, quan trọng là mình làm những việc mình thích và người ta đưa tiền cho mình để mình làm những việc mình thích, là bằng cách là mình làm nhạc sao mà cho người ta mình thấy đã và khiến cho cái năng lượng của mình truyền cho người ta, làm người ta thấy đã thì người ta sẽ đưa tiền cho mình. Nếu như là người ta đưa cho em một cái apply hay là một cái công việc gì đó mà không, em ví dụ về âm nhạc đi, em phải viết gì đó mà thật sự là em cảm thấy em không thích, em không có hứng thú về vấn đề đó, nhưng đó là công việc, đó là kiếm tiền, thì em vẫn làm không? Dạ đương nhiên phải làm chứ. Dạ. Làm theo đơn đặt hàng là, nhưng mà nếu mà việc mà sử dụng hình ảnh mà theo ý của họ thì cái đó em không chấp nhận. Ok đúng không? Tại vì em có nhiều công ty idol á, để cho mấy hợp đồng là 4 năm đó là người ta tùy ý mà chỉnh sửa về cái cơ thể của mình luôn, là hợp đồng đó đâu tầm 800 á. No. Chỉnh sửa vậy có thể sao, ý là giải phẫu. Kiểu như là bây giờ nó dục cho em bộ đồ như con nữ luôn. À cũng phải mặc gì. À, lấy lên sân khấu mặc đầm. No, fuck no. Yeah. Không bây giờ. Mình vẫn phải giữ cái chất của mình đúng không? Dạ, đúng vậy rồi. Kiểu dù là
mình là phải gọi là sao ta, mình dung hòa giữa hai cái yếu tố về kinh tế và về đam mê. Yeah. Từ lúc em mới chơi rap tới bây giờ á, cái cách nhìn nhận nhạc rap em nó có thay đổi nhiều không? À, cách nhìn nhận về rap của em hả? Thay đổi nhiều lắm luôn. Thay đổi nhiều lắm chứ. Từ lúc mà em tưởng là rap là chỉ có bên miền Bắc thôi. Ừ. Rồi sau đó em chuyển về giọng miền Nam, xong rồi phát hiện là... Ủa, tới ngày xưa em tập rap theo giọng miền Bắc á hả? Dạ đúng rồi. Trời có luôn hả? À, ở miền Tây mà tập rap theo giọng miền Bắc hả? Tại vì đầu tiên nghe của LK với LCD mà tưởng là rap là phải... Oh, ok, yeah, LK with my fucking killer. Đại loại các kiểu. Xong sau này em mới tập lại tiếng miền Nam. Rồi xong rồi phát hiện là từ từ cái nó uống theo cái bản năng của mình luôn. Ừ. Đó là trở về cái giọng miền Tây. Xong rồi phát hiện là ở trong rap nó sẽ có vần nè, rồi có vần đôi nè, vần đôi bình thường, vần đôi tỷ lệ vàng nè, vần đơn nè, rồi vần đảo nè, nói chung là đủ thứ hết. Trời ơi, mình tức là em là một người mà rất là tập trung vào cái skill ha. Dạ. Nhưng mà thường thường là em không có, khi mà viết á thì em không tập trung gì skill nhiều. Em tập lúc mà em viết thôi. Ừ. Rồi xong cho nó sẽ tự ngắm về em, lúc viết là nó sẽ tự ra luôn. Cũng update, tức là em là một chịu rất là chịu khó update cái khả năng của mình liên tục. Đó giờ em viết thì cũng nhiều người rồi, và cái người em cảm thấy ưng ý nhất là ai, có phải là Bibo hay là một người nào đó thế? Denai là lúc nào cũng đã. Nhạc Denai hay lắm. Dạ, anh thì thực ra là cũng thực ra không biết Denai, anh biết Denai từ lâu rồi, nhưng mà chỉ là chỉ biết cái tên thôi, biết qua cái trận cái vụ mà lùm xùm giữa Na rồi cái đít cái kiểu vậy thôi. Rồi tới gần đây thì anh mới biết qua cái trận diss với lại B-Ray. Yeah, thì thấy lúc anh nghe nó trời, thằng này viết tốt quá vậy mà từ ngày xưa mình thấy mà có bao giờ mình nghe đâu. Nếu mà nói thì sư phụ thì em học của Denai là nhiều nhất. Hai anh em luyện tập cho nhau lúc đầu là Denai kiểu như là quá xa vời luôn. Cách em quá xa. Denai là ở đây hay là ở đâu ta? Dạ ở Bến Bạ, là ở một góc khác của Cần Thơ luôn. Là em ôm ở đây, Cần Thơ ở đây, Denai ở đây. À, xa là phải đi xuyên qua thành phố mới tới đúng không? Nhiều khi em chạy tới trường cái thôi đéo học nữa, chạy thẳng lên Thơ xong qua nhà Denai luôn. Trời ơi, chịu khó đi xe máy mà đi dữ vậy luôn á. Đó, xe cúp là chạy từ đó lên nhà Denai tốn 20.000 tiền xăng, nhưng mà tốn 80.000 tiền nhớt. Đi lên đi về thay nhớt. À, chạy nhớt tốn những cái gì đạp cái bụng cái là khói cao hơn cái nhà luôn. Vậy thì khi mà em lần đầu tiên em được đi diễn show là khi nào? Là lần đó là cái show cái vụ Na Karik Kowi luôn á. À, là lần là cái vụ nhân với sân khấu đó luôn hả? Là em diễn bài Dis Harlan. Và có một cái kỷ niệm có kỷ niệm bữa đó là em diễn bài Dis Harlan, nhưng mà em nhìn xuống phía dưới thấy một thằng y chang Harlan luôn. Sợ không? Sợ không? Trời ơi, là đeo mắt kiếng nè, để tóc thư sinh nè, rồi áo sơ mi nè, rồi cầm thêm cái vali nữa. Tụi nay chết bà Harlan luôn rồi. Chơi chỉ rap luôn. Xong xuống dưới nè, à không phải. Má mừng. À tôi thích nhạc của ông đó. Thì không, thực ra có bao giờ em lo sợ từ đây thì cái này là mình không phải gì, nhưng mà thực ra là mình anh em trong mình ở đây thì đều biết những cái sự kiện ngày xưa, thì biết Harlan là một người đó rất là manh động ấy. Thì có khi nào tới lần Harlan là không phải là dọa đâu, hay Harlan là dám làm, thì có bao giờ em sợ là mình làm như vậy rồi nó làm gì thiệt không, ổng làm gì mình thiệt không? Thì sợ thì sợ. Cũng có sợ. Không ngừng được. Nhưng mà không ngừng được. Ủa vậy là cái show đầu tiên là như vậy thì trước, tức là trước đây khi em đi học mà nọ thì em có tham gia văn nghệ hay gì không? Dạ đương nhiên là có. Có, tức là mình cũng đã quen về kinh nghiệm sân khấu rồi đúng không? Dạ, nhưng mà cũng kiểu như là hồi đó em rất là ngại khi mà mấy cái chương trình ở trên trường đầy lên thường hát là nói vòng tay lớn. Hát nhạc về đất nước mình. Rồi đến khi mà mình lên sân khấu đầu tiên như vậy, khi mà đứng thật sự là dưới những real fan hip hop ở dưới thì cảm giác mình như thế nào? Mình có rung không? Mình có... Rất là đã. Đã, quên luôn, không rung luôn, là vô là ra là cháy luôn hay sao? Dạ đúng rồi, kiểu như là em đã có duyên với sân khấu. Kiểu như khi mình lên đó là em sẽ quên hết mọi thứ. Em chỉ biết là à, đây là những lời nói của mình viết ra và mình sẽ thực hiện theo những cái lời nói trong bài nhạc đó. Em đã từng xuất hiện rất là nhiều sân khấu rồi, sân khấu lớn, sân khấu nhỏ đều có. Nhưng mà em cá nhân em thích sân khấu nào nhất và em thích một cái sân khấu như thế nào?
em thích sân khấu mà ở dưới đó thì toàn là những người mặc đồ hip hop. Đầu tiên là phải như vậy, là những người em nhìn em hiểu là họ là những người mà mang tư tưởng mới. Chứ không phải là cứ phải là sự khó lớn như The Remix hay là cái gì nó hành tráng thì, nhưng mà nó không đúng chất của mình cũng không có thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi, vô toàn mấy đứa học sinh mặc đồ nhóm á. Ghi chữ ca sĩ ở đây rồi mẹ bồng con vô cái kiểu con thấy mấy chú gáp chửi không con. Vậy thì đó giờ em biết sân khấu nào là em thấy thích nhất, cái chương trình nào, cái show nào là em thấy ưng ý nhất? Một cái show của tụi em làm đó là show gì ta? Westside Connect phải không? Westside Connect là mình thấy thích nhất đúng không? Dạ đúng rồi, dưới là toàn là dân hip hop. Bữa là tụi em bắn súng nước rồi tạt nước xuống cái kiểu thiếu điều là phát dội vào đầu luôn. Lại cho gọi đầu rồi xong tạt nước xuống cho rửa, tắm rửa là tại chỗ luôn, về là sạch sẽ thơm tho luôn, đi show xong về là sạch luôn. Ngoài bộ môn hip hop này ra, tức là ngoài về phần nhạc như em nói là em cũng đang tập làm beat này nọ kiểu, thì em có chơi một cái môn nào trong những cái mạng, trong cái mạng hip hop không? Nhảy hay là PT hay là cái gì không? Hồi trước thì em có chơi bóng rổ, lâu lâu cũng vô siêu thị nhảy bum. Nhưng mà đa phần thời gian của em là tập trung vào phần mà mix nhạc và rodeo khi mà em rảnh. Dạ, cũng tìm hiểu rất là nhiều ha. Dạ. Ngày đó ủa mà em nó riêng vào phần mix nhạc chút xíu, tức là có ai dạy em không? Như là tại vì anh em mình chơi từ ngày xưa thì ngày xưa là cái khái niệm mix nhạc là rất là xa xỉ, kiểu như là cứ làm lụi đâu, không hề có một cái căn bản, không hề có một cái gì để mình biết hết trơn đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Thì nhưng mà bây giờ thời buổi thông tin nó phát triển rồi, bây giờ trên YouTube nó cũng có dạy. Nhưng mà người em học nhiều nhất là anh Football. Tức là mình học qua cái sản phẩm của ảnh hay là mình được ảnh chỉ? Dạ thì được ảnh chỉ cũng một phần, học mình kiểu người miền Tây mà, người Việt Nam mà học lớn hay lắm. Thấy gì cái đó, đầu về mò thử. Nhưng mà phải tốn rất là nhiều thời gian, tại mình phải thí nghiệm đó, rất là nhiều. Ngoài mặt âm nhạc và ngoài, anh nói ngoài ngoài hip hop luôn đi, thì em có muốn rướn sân sang một cái lĩnh vực như là phim ảnh không? Diễn viên, mình có thích diễn xuất hay gì không? Dạ thì nếu mà tương lai nếu được thì có thể. Tại em cũng là, bản thân em cũng là từ trường kịch ra. Hồi trước là sau khi mà nghỉ học ở trường du lịch xong rồi, sau một thời gian bắt đầu nói kiếm đại ngành nào học đi. Xong rồi em thi vô trường sân khấu Thủ Khoa luôn anh. Chỗ thầy luôn hả? Vô ngành vô dẫn dẫn chơi. điểm cao nhất đó là 30 điểm, là em là thi 29.8 rồi. Trời, dạ mang. Là em là, đó là em vẫn tiếp tục học ở trên thành phố đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em... vậy mới không bị đi nghỉ vụ chứ, ngồi hai trường là đi nghỉ vụ chứ ở quê là bắt đi nghỉ vụ rồi. Đấy cả đó thằng Lesby á, thằng Thái là bạn anh từ hồi cấp 2 rồi. Thì hả, sau bị đi nghỉ vụ là ngày anh nó còn, anh nhớ là cái trước đó là nó tổ chức một show cuối, nó như trước khi nó đi nghỉ vụ á, nó còn nhờ anh kêu Vũ đi diễn giùm được không, vô cái show đó nó kiểu đồ. Xong hôm sau còn thấy lên ảnh lên rồi chụp hình là mới mặc đồ lính rồi nọ lên chuẩn bị nhập ngũ rồi, ai về cái được thả về đủ người cái. Ủa? Được thả về hay sao á, sướng vậy. Kiểu như là nó đưa tới cửa tử luôn rồi, ghi là nghĩ là đã lên tới đó em tập kết em mặc đồ hết chơi em đưa quân lên xong hết rồi cái tiền được thả về. Mừng trời ơi, gì giống đợt đời nay rồi. Đời nay đợt đó đi nghỉ vụ là đầu tuần ăn tiệc để tiễn đi nghỉ vụ, là cuối tuần là ổng về luôn đó. Mừng vãi. May là em là chắc cũng là nhờ lên đây chứ em ở dưới qua là chắc cũng được kêu đi rồi đó. Cũng banh luôn rồi. Giờ không chừng lực lượng sáu múi như là Phước Rô rồi. Yeah. Lực lượng sáu múi Dương Phú mới chịu. Trời ơi, trời anh Phú. Phú anh gặp, anh gặp nó hoài mà, bự. Sau một thời gian không gặp ảnh là gặp lại là lên giáp gai, giáp máu gì đầy mình hết trơn. Ngày xưa Phú full là... Phun tăng luôn. Ngày xưa Phú là coi cái clip gì? Nhật ký Noel của ông Phú, là lúc đó Phú cởi chừng ráo luôn á, ốm nhấp. Là sau này lên nhìn anh gặp á, nó kêu em làm gì sau này em làm PT bên Cali anh ơi. Những kế hoạch trong tương lai của em hiện giờ là mình đã có những cái kế hoạch nào về, ví dụ như mixtape hay là cái gì không? Thì bên OTD của em đang sản xuất một cái mixtape với chủ đề là cậu bé lớn. Thì đang trong quá trình hoàn thiện. Mình có dự định là tới chừng nào mình sẽ đi release nó không? Tháng 11. Mixtape thì cũng tầm 15-16 bài thôi. Mình phát hành với dạng gì? Mình tức là mình có bán kiểu như là bán nhạc không hay là mình phát hành kiểu online thôi? Thì tụi em đầu tiên là
phát hành theo kiểu là online và cũng có bán CD luôn. Tại CD thì bán chỉ có một đợt đó thôi. Ừ. Mọi người, những người fan của mình thì mua về. Ít khi nào mà họ nghe cái đĩa của mình, chủ yếu là họ nhìn thấy cái kỷ niệm của mình trong đó. Cho vậy em nghĩ là mình sẽ phát hành như kiểu bây giờ người ta hay làm là phát hành USB không? Phát hành USB. Dạ. Rất là tiện. Dạ đúng rồi, dùng được nhiều việc. Quá là tiện luôn. Hồi đó em có phát hành một cái CD của em một lần rồi. Nghiệp dư, CD nghiệp dư là thu rồi tự mix rồi làm sơ sài các kiểu. Nhưng mà chủ yếu là fan em mua, là đợt đó là em bán 100 đĩa trong vòng một tuần. Nói chung là tuy là không phải con số lớn nhưng mà là một cái niềm an ủi đó với mình. Dạ trời ơi, vui lắm luôn anh. Người ta tới chỗ của mình đó mà mua luôn. Đúng là một cái những cái người sẽ underground mà được như vậy là thật ra là dù ít dù nhiều là mình đã cảm thấy được an ủi rồi. Dạ. Yeah. Như là giờ mà BY mà ra CD là em chạy tới nhà BY luôn. Chạy tới nhà BY lấy cái đĩa luôn. Dạ. Yeah. Rồi, vậy thì cảm ơn em đã dành thời gian hôm nay là rất là đúng giờ luôn nha. Tới trước anh nữa thì đã dành thời gian để tham gia chương trình này. Thì sau này anh em mình sẽ có dịp làm thêm những cái chương trình khác với nhau nữa. Ok yeah. Anh. Rồi cảm ơn các bạn đã xem chương trình của mình và có thể follow Facebook và hoặc là fanpage của mình để trên YouTube để đón xem thêm những số khác nữa. Và bây giờ là tới tiết mục live của Ricky. Ok, thank you.